nhá. Rồi, ta vào ví dụ số 1 ngay. Một vật có diện tích bề mặt là 20 cm vuông, được mạ một lớp bạc dày 1 micromet. Có bao nhiêu nguyên tử bạc chứa trong lớp bạc đó? Biết khối lượng riêng của bạc là 10,5 gram trên cm khối. Khối lượng mol của bạc là 108 gram trên mol. Chúng ta hình dung bây giờ chúng ta có một cái vật có diện tích như thế này, đúng nhỉ? Như thế này đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cần có diện tích là 20 cm vuông và người ta cần mạ một lớp bạc chỉ dày 1 micromet thôi. Thế thì với độ dày 1 micromet và diện tích 20 cm vuông, chúng ta có tính được cái thể tích cần mạ bạc không ạ? Có đúng không? Với thể tích như vậy mà đề bài cho khối lượng riêng rồi thì các bạn có tìm được cái khối lượng bạc cần mạ thêm vào không ạ? Có đúng không? Và đề bài cho khối lượng mol. Như vậy chúng ta có tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc không ạ? Có rồi đúng không? Bây giờ khi tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc rồi thì chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử trong cái khối lượng bạc mà chúng ta cần mạ thêm ở đây. Được chưa ạ? Đó là chúng ta phân tích đề. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tóm tắt đề bài và giải quyết ví dụ số 1 này nhé. Rồi, tóm tắt đề bài. Ví dụ số 1. Ở đây diện tích bằng 20 cm vuông. Đúng không? Và độ dày của lớp mạ. Độ dày của lớp mạ ở đây là 1 micromet, thầy viết luôn 1 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Với dữ kiện này, các em sẽ xét được cái thể tích của lớp mạ, đúng không? Thể tích của lớp mạ. Thể tích của lớp mạ chính là V, chính bằng 20 nhân với, đây là cm vuông, đổi ra 10 mũ trừ 4, đúng không? Nhân với 10 mũ trừ 6 cm vuông. Ok, đổi ra rồi. Được chưa nhỉ? Đơn vị ta là cm khối, ta không cần phải đổi cái này nữa. Cái này là cm khối. Để đơn vị cm khối vì đề bài cho khối lượng riêng của mình là gam trên cm khối, đúng không nhỉ? Với thể tích như thế này rồi thì các bạn sẽ suy ra được khối lượng bạc cần mạ thêm, đúng không? Khối lượng bạc cần mạ thêm đó là M. Ở đây chúng ta chú ý là cho khối lượng riêng là 10,5 gam trên cm khối. Đây sẽ bằng 10,5 nhân với 20 nhân 10 mũ trừ 6 gam. Chúng ta chưa cần nhân ra đâu ạ, chưa cần nhân ra đâu, đúng không? Sau khi tìm khối lượng xong rồi, đây là khối lượng gam. Vậy thì chúng ta nhìn này, khối lượng mol của bạc là 108 gam trên mol. Nếu như tôi tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc thì trong từng đây gam bạc tôi sẽ suy ra được ngay.